bị phản thần vây hãm, tổng cử trung thần tới thiên triều cầu viện. Trước đây, người ta chú ý tới cuộc đấu giữa phe Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bởi ai cũng nghĩ đối thủ lớn nhất của Vương Đình Huệ là Phạm Minh Chính. Hơn nữa, ở cuối nhiệm kỳ, ông Huệ tràn đầy hy vọng nắm ghế Thủ tướng, bởi ông từng có đến 4 năm làm Phó Thủ tướng, trước khi về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Vậy mà ông Huệ lại thua ông Chính ở phút quyết định nhất. Bất ngờ, ông Tô Lâm tạo phản, đánh vào phe lò của ông Tổng Bí thư. Việc hạ bệ Võ Văn Thưởng chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là chặn đứng con đường tiến lên ghế Tổng Bí thư của Vương Đình Huệ. Lâu nay, ông Tổng xem Tô Lâm như là thanh kiếm của phe lò. Tô Lâm được sử dụng vừa để bảo vệ Nguyễn Phú Trọng, vừa để đe dọa các phe khác. Thế nhưng, giờ đây Tô Lâm lại trở cờ, khiến cho vũ khí lợi hại nhất của ông Tổng không còn nữa. Khi âm mưu tạo phản còn trong ý định, Tô Lâm đã mang nước giải khát sang mời để tập uống. Có người đánh giá rằng hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp nguy hiểm. Mối nguy này không đến từ kẻ thù mà đến từ chính thuộc hạ cũ của ông. Tô Lâm được đánh giá là một người đầy nguy hiểm, một khi đã ra tay là rất tàn bạo, không kiêng dè gì ai cả. Không loại trừ khả năng Tô Lâm sẽ hạ luôn ông Tổng trước đại hội đảng, để ông không còn cơ hội tiến cử Vương Đình Huệ. Chuyến đi của Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh được xem là chuyến đi rất dài ngày, từ ngày 7 tháng 4 tới tận ngày 12 tháng 4. Tổng cộng đến 6 ngày, có người nói đùa rằng chẳng lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phái Vương Đình Huệ đi cầu viện Tập Cận Bình. Chuyến đi dài ngày này có thể ông Trọng phái Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh để cố nài nỉ Tập Cận Bình tiếp tục ủng hộ ông Trăng. Duy chỉ là nhận xét hài hước, có tính châm biếm, nhưng rõ ràng đây cũng là một đánh giá đáng chú ý. Bởi hai yếu tố, thứ nhất là thế của Tổng Trọng đang suy yếu, bị Tô Lâm hạn chế, và hai là chưa có một vị đứng đầu quốc hội nào đi thăm một nước khác mà lâu đến như vậy. Hầu hết chỉ đi thăm khoảng 2 ngày là kết thúc, với chuyến đi tới 6 ngày, thường là đi nhiều nước, hiếm khi đi một nước mà lâu đến như vậy. Hiện nay, số phận chính trị của Vương Đình Huệ và Nguyễn Phú Trọng xem như đã cột chặt vào nhau. Nếu Tô Lâm chất phế được Nguyễn Phú Trọng trước đại hội đảng lần thứ 14, đồng nghĩa với việc là cơ hội cho Vương Đình Huệ cũng kết thúc. Dù muốn hay không, Vương Đình Huệ cũng phải hết lòng phục vụ Nguyễn Phú Trọng để mà cứu lấy sự nghiệp chính trị cho chính mình. Nếu Bộ Công an mà rơi vào tay nhóm Hưng Yên, thì xem như số phận ông Trọng sẽ nằm trong tay của Tô Lâm. Một khi Tô Lâm đã ra mặt tạo phản thì rất có thể ông ta sẽ đạp lên những quy định của đảng, dùng nó để khống chế ông Tổng. Việc ngăn chặn ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu Vương Đình Huệ vào ghế Tổng Bí thư là mục đích sống còn của Tô Lâm trong khoảng 20 tháng tới đây. Chuyến đi được cho là cầu viện của Vương Đình Huệ. Vào ngày 6 tháng 4, tờ báo Vietnamnet có bài viết Trung Quốc mong chờ coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây chính là cách mà ban tuyên giáo che đậy về sự mong chờ của cả ông Tổng và ông Huệ với chuyến đi này. Cả hai mong chờ Tập Cận Bình sẽ tiếp tục ủng hộ ông Trọng và có thể là sự ủng hộ dành cho Vương Đình Huệ. Cách che đậy của tuyên giáo giống như lạy ông tôi ở bụi này, mặt khác rất dễ phát hiện ra mong muốn của nhóm bị Tô Lâm làm phản. Điều đáng nói là Tô Lâm cũng là người tỏ ra thuần phục thiên triều. Cũng chính Tô Lâm, người đã chỉ đạo công tác an ninh trong chuyến thăm Tổng thống Mỹ vào giữa tháng 9 năm 2023, đã nhanh nhẩu đi sang Trung Quốc báo cáo cho Thiên Triều để tỏ lòng trung thành. Thậm chí có người còn cho rằng Tô Lâm đã nghiên cứu rất kỹ cơn khát của Tập Cận Bình và mang nước giải khát sang cho Tập uống ngày. Cả phe phản và phe bị phản đều cầu viện Tập. Tập chọn ai chưa biết. Hãy chờ diễn biến tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bị phản thần vây hãm, tổng cử trung thần tới thiên triều cầu viện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Nửa bộ chính trị sẽ bị tống khứ, ai làm phản, đoạt vũ khí trên tay tổng đây. Quy định người trên 65 tuổi không được ở lại trong bộ chính trị được ông Nguyễn Phú Trọng bày ra để loại Ba Dũng khỏi bộ chính trị khóa 13. Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949 và năm 2016, ông 67 tuổi, đã quá tuổi theo tiêu chuẩn của ông Trọng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, lúc đó là 72 tuổi, nhưng vẫn ở lại bộ chính trị vì cái gọi là suất đặc biệt. Hiện bộ chính trị khóa 13 chỉ còn 3 người phù hợp với quy định không quá 65 tuổi để ở lại bộ chính trị khóa 14. Nếu 4 người trong tứ trụ đều được hưởng suất đặc biệt thì đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất phân nửa trong tổng số 14 ủy viên bộ chính trị phải từ bỏ quyền lực. Thông thường bộ chính trị có từ 16 đến 19 thành viên, như vậy có thể phải đưa ra từ 9 đến 12 người mới vào bộ chính trị ở khóa sau. Ông Nguyễn Phú Trọng ra quy định giới hạn tuổi, nửa bộ chính trị khóa này sẽ bị loại khỏi khóa sau. Hiện nay, nhóm Nghệ An có nhiều ủy viên bộ chính trị nhất với 3 người. Nếu chiếu theo luật thì đến khóa 14, ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng sẽ tự động rút lui, chỉ còn lại ông Vương Đình Huệ. Nếu ông Huệ được hưởng suất đặc biệt, khi đó phe Nghệ An sẽ không còn mạnh như hiện nay. Luật là do con người đặt ra, nếu thấy không thích hợp cũng có thể phá bỏ nó. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra luật và cũng chính ông đang giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự của Đại học 14, nghĩa là ông vừa làm ra luật vừa thực hiện luật do chính ông bàn ra, cho nên ông muốn sửa đổi, giải thích luật như thế nào thì tùy ý. Hiện nay triều đình đang rối ren, các phe phái đánh nhau loạn xạ. Nội bộ phe lò của ông Tổng Trọng cũng đã vỡ ra từng mảng với sự kiện Tô Lâm ra tay, triệt hạ Võ Văn Thưởng và muốn tách ra thành một trụ riêng. Theo sức khỏe đang ngày một cạn dần thì quyền lực của ông Trọng cũng tiêu hao. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Nguyễn Phú Trọng còn đủ minh mẫn và thực quyền để buộc toàn bộ bộ chính trị phải chấp nhận luật chơi do ông đặt ra hay không? Được ở lại bộ chính trị đồng nghĩa với việc được hưởng bổng lộc to lớn nên không ai muốn rời bỏ nó cả. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng cố tìm mọi cách để được ở lại bộ chính trị càng lâu càng tốt, thậm chí chết trên chiếc ghế của mình. Ông Trọng tự giới hạn tuổi người khác nhưng cũng lại tự vẽ ra suất đặc biệt để bản thân ông được hưởng đến 2 lần. Vì vậy không loại trừ ông sẽ dành cho mình suất đặc biệt lần thứ 3. Tận tụy phục vụ ông Tổng Phan Đình Trạc sẽ bị loại khỏi bộ chính trị khóa sau. Quy định tuổi trong bộ chính trị là vũ khí bao lâu nay ông Trọng sử dụng. Với quy định này, ông đã loại không biết bao nhiêu nhân vật quá tuổi. Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một trường hợp điển hình. Hiện tại có đến 7 người trong bộ chính trị có nguy cơ bị quy định này loại khỏi vũ đài chính trị. Liệu 7 người này có dám làm phản để chất phế ông Trọng, đồng thời loại bỏ quy định gây bất lợi cho họ hay không? Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng dựng nên cái lò, thì đây chính là thời điểm mà ông đang yếu nhất. Ông đã không còn điều khiển được Tô Lâm. Vậy tại sao 7 người có nguy cơ bị ở lại khóa sau không kết hợp lại, gây áp lực để ông Tổng Bí Thư phải từ bỏ quyền lực, hoặc chỉ ít là phải bỏ các quy định kia đi? Và điều quái gở là ông bảo người trên 65 tuổi thì biến khỏi bộ chính trị, mà chính ông đã 80 tuổi vẫn còn tham quyền cố vị. Vũ khí này của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trước đây dùng để loại Ba Dũng, giờ đây lại gây thiệt hại nặng nề cho nhóm Nghệ An. Đau nhất là Phan Đình Trạc lâu nay vẫn tận tụy phục vụ ông Tổng đốt lò. Vậy mà đến lúc này Phan Đình Trạc lại bị dính quy định về tới hạn tuổi tác do chính ông Trọng bàn ra. Nếu không tìm cách phá bỏ quy định này, nhóm Nghệ An sẽ không còn duy trì được sức mạnh ở nhiệm kỳ sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin nửa bộ chính trị sẽ bị tống khứ, ai làm phản, đoạt vũ khí trên tay Tổng Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D.